Việc sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản là hướng đi có ý nghĩa thực tiễn nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo hiệu quả sản xuất, từ đó góp phần đưa nghề nuôi trồng thủy sản phát triển một cách bền vững. Hai thành phần chính của men vi sinh là vi khuẩn có lợi và các chất dinh dưỡng để nuôi vi khuẩn. Vi khuẩn có lợi được phân lập từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng gồm các loài như Bacillus, Nitrosomonas, Nitrobacter, vân vân. Chất dinh dưỡng là các loại như đường, muối, canxi, magie. Về hình thức, men vi sinh có hai dạng: dạng nước và dạng bột. Các lợi ích mang lại khi sử dụng men vi sinh: làm ổn định chất lượng nước và nền đáy ao nuôi, nâng cao sức khỏe và sức đề kháng của tôm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường ao nuôi và xung quanh do nuôi trồng thủy sản gây nên, nâng cao hiệu quả việc sử dụng thức ăn. Các lợi ích đạt được như trên là do hoạt động tích cực của vi khuẩn qua một hay nhiều cơ chế tác động, cạnh tranh mạnh mẽ chất dinh dưỡng, năng lượng và giá thể với các loài vi khuẩn có hại khác và tạo độc, chuyển hóa các chất hữu cơ như thức ăn dư thừa, xác tảo, cặn bã thành CO2 và nước, chuyển hóa phân giải các khí độc như NH3, NO2 thành các chất không độc như NH4+, NO3-, hạn chế vi khuẩn có hại trong đường ruột và giúp tiêu hóa hiệu quả thức ăn, tiết ra một số chất kháng sinh, enzyme để kìm hãm và tiêu diệt mầm bệnh. Để men vi sinh phát huy hiệu quả cao, người nuôi trồng thủy sản cần tuân thủ một số nguyên tắc dùng sau đây. Nếu là men vi sinh dạng hiếu khí thì hòa loãng bằng nước ao nuôi, cho vào xô thau, sau đó sục khí từ 4 đến 5 giờ rồi mang đi sử dụng. Nếu là men vi sinh dạng kỵ khí thì hòa với các loại phụ phẩm như rỉ mật đường, cám gạo, nước sạch, muối theo tỷ lệ để ủ kỵ khí từ 3 đến 5 ngày để đưa đi sử dụng. Liều lượng sử dụng cũng phải đúng theo đề nghị của nhà sản xuất. Khi môi trường ao nuôi có dấu hiệu hay đang suy giảm chất lượng như hàm lượng khí độc cao NH3, H2S, NO2, nước nhiều cặn bã, nước phát sáng thì men vi sinh sử dụng sớm hơn so với thường ngày với liều lượng tăng gấp 2 lần so với đề nghị. Không được sử dụng men vi sinh cùng với các loại hóa chất có tính diệt khuẩn như BKC, thuốc tím, clorin, iốt, kháng sinh, vân vân. Đồng thời, không được sử dụng men vi sinh khi các chất trên đang hiện diện trong môi trường nước hay là trong thân tôm. Trước khi bón men vi sinh, cần cải thiện môi trường ao nuôi bằng các biện pháp như thay nước, bón vôi nâng pH dao động trong khoảng 7,5 đến 8,5. Bón vôi cộng Dolomit cộng khoáng để nâng cao độ kiềm, men vi sinh sẽ có hiệu quả. Sử dụng 2 đến 4 ngày sau, thể hiện qua màu nước và các tiêu chí môi trường. Tác dụng đối với môi trường ao nuôi: ổn định pH dao động từ 7,5 đến 8,3 trong suốt quá trình nuôi. Màu nước tháng thứ nhất độ trong từ 25 đến 30 cm, 6 tháng thứ hai trở đi thì nước đục, bùn đáy ao, lượng phân tôm, thức ăn dư thừa và các chất hữu cơ khác giảm 50% so với ao không sử dụng vi sinh định kỳ, giảm nitrat, giảm nitrit, giảm mùi hôi của các loại khí độc, kiểm soát hiệu quả sự kết váng trên bề mặt và bùn đáy ao, tạo một môi trường ổn định, hàm lượng khí độc NH3 giảm đáng kể. Tác dụng đối với vật nuôi: tôm phát triển nhanh, năng suất tôm lên đến 20 tấn trên ha, kích cỡ tôm sau 75 ngày nuôi đạt 65 con trên 1 kg. Tóm tắt quá trình sử dụng men vi sinh: trước khi thả giống 2 đến 3 ngày sử dụng vi sinh với liều lượng gấp đôi, gấp 3 lần so với hướng dẫn của nhà sản xuất. Tháng thứ nhất định kỳ 5 ngày đánh 1 lần với liều dùng của nhà sản xuất. Tháng thứ hai
định kỳ 4 ngày đánh 1 lần với liều dùng của nhà sản xuất. Tháng thứ 3 trở đi, định kỳ đánh 3 ngày đến 1 lần với liều dùng của nhà sản xuất. Mọi thắc mắc liên quan đến việc sử dụng chế phẩm vi sinh, bà con hãy trực tiếp liên hệ với chế phẩm thông minh qua số điện thoại 0987 159 123 để được tư vấn cho bà con cách nuôi tôm, ứng dụng chế phẩm vi sinh và cung cấp chế phẩm vi sinh gốc để bà con nuôi tôm hiệu quả, năng suất cao. Kính chúc bà con một mùa vụ bội thu. Thank you.